Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ nghỉ hưu năm 2022. Trong không khí đầm ấm và tràn đầy tình cảm, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành công thương của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị của Bộ được nghỉ hưu năm 2022. Đồng thời mong muốn các đồng chí với tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm dày dặn trong công tác sẽ tiếp tục dõi theo, giúp đỡ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của ngành công thương và của đất nước. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương được nghỉ hưu trong năm 2022 đã bày tỏ sự xúc động trước những tình cảm, sự quan tâm mà Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Ban Cán sự Đảng cùng lãnh đạo Bộ dành cho các đồng chí, mong muốn ngành công thương dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ tiếp tục có bước phát triển mới.